Anh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng hổi, cập nhật liên tục trên tin tức mới. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mới đây, một video của cô gái Mỹ tên Lucy ở tài khoản TikTok I Am Funny đang thu hút sự chú ý khi có 890.000 view chỉ trong một ngày đăng tải. Thoạt đầu, video chỉ quay lại hình ảnh hết sức bình thường là chiếc vòi nước. Nhưng khi chính chủ zoom vào cận cảnh thì mới thấy điều bất thường. Đó là từ trong đầu vòi lại có vật thể lạ như dây đen chui ra. Ban đầu, Lucy dự đoán đây có thể là dây điện hoặc dây chun, dù không biết bằng cách nào chúng lại chui vào vòi nước nhà mình được. Tuy nhiên, khi cô mở vòi nước để tìm hiểu sự thật và giải phóng vật thể lạ đi, thì mới kinh hãi nhận ra dây đen kỳ lạ đó là chân nhện và có cả một con nhện to còn sống sờ sờ ở trong vòi nước nhà tắm của cô. Khoảnh khắc con nhện chui ra từ vòi nước khiến cô gái và cả triệu người xem nổi da gà. Lucy cho biết cô vẫn chưa hiểu tại sao cả một con nhện sống lại có thể chui vào đường ống nước sinh hoạt nhà mình như vậy. Cô cho biết mình sẽ nhanh chóng gọi điện hỏi cơ quan cung cấp nước vì sự việc như vậy là quá hy hữu và khó có thể chấp nhận được. Nhiều cư dân mạng cũng tỏ vẻ bất bình thay gia đình Lucy. Một số bình luận để lại của cư dân mạng như: tưởng tượng đến cảnh nguồn nước mà mình dùng ăn uống sinh hoạt mỗi ngày có lẫn côn trùng hay còn vật gì đó ở bên trong khiến tôi rùng mình. Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất hiện tại của bạn là chuyển nhà luôn và ngay. Dọn hành lý của bạn đi rồi mau chóng rời khỏi nhà. Xem video của bạn khiến tôi tự dưng sợ hãi việc đi tắm. Tuy nhiên, cũng có người quả quyết đây chỉ là một con nhện bằng nhựa và video này được dàn dựng với mục đích giải trí mà thôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những hình ảnh như thế này? Nếu xảy ra tại nơi bạn đang sinh sống, thì bạn sẽ có phản ứng ra sao? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức mới. Ánh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.